Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Để khen Chúa vì chúng ta được học lời Chúa qua loạt bài khải tượng mà Chúa Ngài ban cho đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể sống với đời sống một cách có mục đích. Cảm ơn Chúa vì những lời làm chứng của các anh chị em ở nhiều nơi đã gửi về cho chúng tôi. Cho em khám phá được mục đích, nghe được sự dẫn dắt từ nơi Chúa và đang có kế hoạch để làm thành mục đích đó. Như lời của Chúa đã dạy chúng ta, Chúa dựng nên chúng ta như là một tuyệt tác phẩm ở trong Chúa. Và Ngài có việc lành, Ngài sắm sẵn trước cho chúng ta để chúng ta làm theo. Cảm ơn Chúa vì khi chúng ta biết rằng có những công việc mà Chúa sắm sẵn trước cho chúng ta và chúng ta bước vào, chúng ta làm thành, chúng ta thực hiện, thì đời sống của chúng ta chắc chắn sẽ được phước của Chúa. Bởi vì Chúa Ngài chỉ yểm trợ những người mà bước đi trong khải tượng của Ngài. Chữ tiếp trợ mà chúng ta thấy ở trong tiếng Anh đó là provision. Pro là thiên về, là yểm trợ. Vision là khải tượng. Đức Chúa Trời chỉ ban phước và yểm trợ chúng ta khi chúng ta làm theo khải tượng mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài chắc chắn và Ngài đảm bảo trong lời của Ngài là Ngài sẽ ban phước trên chúng ta và yểm trợ cho khải tượng mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Nên khi anh chị em bước vào sống với khải tượng mà Chúa Ngài ban cho chúng ta có thể biết một cách chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Và đó là điều mà chúng ta cần nhớ ở trong đời sống của chúng ta. Hầu cho nền kinh tế của vương quốc Đức Chúa Trời được luôn luôn luân chuyển và phước của Ngài cứ tiếp tục được nhân rộng ra khi chúng ta chuyển tải, khi chúng ta học biết và chúng ta sử dụng ơn Chúa ban cho, những khả năng mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước trên đời sống của chúng ta, và để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống của chúng ta thật là ý nghĩa ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và buổi sáng hôm nay thì chúng tôi xin mời Hội Thánh chúng ta bắt đầu một loạt bài mới. Và chúng ta sẽ cùng nhau học những điều diễn ra ở trong ngày thương khó mà Chúa Ngài đã trải qua. Đó là chúng ta cùng học bảy lời cuối cùng mà Chúa Giê-xu phán từ nơi thập tự giá. Trong lúc Chúa đang chịu treo trên thập tự giá, trong lúc người ta đóng đinh Ngài, Chúa Giê-xu có những lời mà Ngài tuyên phán, có những lời Ngài nói ở trong những giây phút đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm được sự hiểu biết về thần học. Nó giúp đỡ cho chúng ta có được sự hiểu biết và sức mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn ở trong đời sống của chúng ta. Và trên hết, chúng ta biết được Chúa Ngài yêu chúng ta đến cỡ nào. Và chúng ta sẽ cùng học ở trong những ngày sắp đến. Ở trong ơn của Chúa, tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta sẽ tiếp tục ghi chép xuống những điều mà Chúa Ngài dạy chúng ta, để rồi chúng ta có thể về chúng ta xem lại, để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của chúng ta. Vì anh chị em, những điều này tôi tin rằng rất là quan trọng. Ngay ở trong những giây phút mà Chúa Giê-xu Ngài phải đối diện mỗi hơi thở là một cái sự khó khăn, nhưng mà Ngài vẫn phán những lời này. Tôi tin rằng rất là quan trọng mà lời của Chúa, Thánh Linh của Chúa soi sáng để các trước giả của Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta. Những lời này có ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta cho đến đời đời. Chúng ta sẽ học và dẫn lên đến cái ngày phước hạnh mà chúng ta ở trong cuối tuần của lễ phục sinh, để chúng ta có thể ngợi khen thờ phượng Chúa và hiểu được những gì Chúa Giê-xu đã trả để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Chúng ta cũng có cơ hội để giới thiệu về tình yêu của Chúa cho các bạn hữu của chúng ta ở trong ngày lễ phục sinh nữa. Và buổi sáng hôm nay, tôi mời anh chị em chúng ta sẽ cùng học lời đầu tiên mà chúng ta nghe Chúa Giê-xu Ngài nói lên khi Ngài chịu treo trên thập tự giá. Đó là: sao Ngài lìa bỏ con? Đây là một vấn nạn, đây là một thắc mắc. Và Chúa Giê-xu Ngài lên tiếng, chính ở trong sự lên tiếng đó của Chúa cũng đem lại cho chúng ta rất là nhiều sự an ủi, động viên tinh thần của chúng ta cũng như sức mạnh và quyền năng để chúng ta có thể bước qua những ngày của thách thức khó khăn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cùng đến với lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ chương 27. Xin mời anh chị em chúng ta cùng mở Ma-thi-ơ chương 27 để chúng ta cùng xem phần Kinh Thánh này và chúng ta rút tỉa những bài học rất là quan trọng mà chúng ta có thể thấy được ở trong phần Kinh Thánh và trong lời đầu tiên mà Chúa Giê-xu đã nói từ thập tự giá. Bắt đầu từ câu số 37 cho đến 46.
phía trên đầu Ngài có để một cáo trạng ghi rằng đây là Giê-xu vua dân Do Thái. Lúc ấy có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài, một tên ở bên phải, một tên bên trái. Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu và nói: Ngươi là người có thể phá đền thờ và xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Các thầy tư lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài rằng: Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Nó là vua Israel mà. Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi, thì chúng ta sẽ tin ngay. Nó tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài yêu thương nó, thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó. Vì nó nói ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy. Từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng 3 giờ chiều, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Đó là phần Kinh Thánh mô tả cho chúng ta một hình ảnh. Và chúng ta thấy có một người đang trải qua một điều hết sức là khó khăn, đối diện với một trận đòn chí tử và đang bị đánh đập rồi chịu treo ở trên thập tự giá. Và như Thi Thiên 22 chúng ta thấy được mô tả như có một lũ chó vây quanh, nó gầm gừ, nó thách thức, nó chế nhạo. Và những lời thách thức đó, nó nếu mà chúng ta để ý đến tới đây, nếu không hiểu được kế hoạch chương trình của Đức Chúa Trời, thì cái sự đau đớn mà những lời nói này gây ra đó, nó có thể là đem đến một sự đau đớn rất là lớn đến độ tột cùng. Chúng ta để ý đến điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã kêu lên. Và chúng ta rút tỉa bài học ở trong ngày hôm nay để xin Chúa Ngài hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta vượt qua được những cái ngày của thách thức, những ngày mà câu hỏi của những người lân cận, những người chống Chúa, những người chưa biết Chúa ở trong gia tộc, gia đình của chúng ta, họ đặt câu hỏi với một cái lời thách thức mà chúng ta thấy 6 từ ghi lại cho chúng ta ở trong câu số 43. Nó tin cậy Đức Chúa Trời. Nó tin cậy Đức Chúa Trời. 6 lời này chúng ta thấy nó đánh trúng vào trong tâm điểm chế nhạo của họ. Khi họ nói người tin cậy Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà chúng ta có thể trải qua khi chúng ta đối diện với những giây phút khó khăn trong đời sống. Thì chúng ta thấy rằng thế giới xung quanh của chúng ta có chiều hướng những người chống Chúa sẽ chế nhạo, những người thấy và nghe chúng ta làm chứng rằng chúng ta yêu Chúa, chúng ta tin cậy Ngài, họ sẽ tìm đủ một cách để đạp chúng ta trong lúc đó. Ngươi tin cậy Đức Chúa Trời để xem Đức Chúa Trời làm gì cho ngươi. Ngươi nói ngươi là người tin Chúa thì xem Đức Chúa Trời của ngươi làm gì cho ngươi. Và đây là điều mà chúng ta có thể từng hồi từng lúc trải qua trong đời sống của chúng ta. Và câu hỏi mà chúng ta cuối cùng vẫn phải trả lời cho đời sống của chúng ta, câu hỏi cốt lõi đó là: chúng ta có thật sự tin cậy Chúa không? Vì ở trong những ngày sáng sủa, những ngày phước hạnh, những ngày mà mọi việc diễn ra một cách tốt đẹp, yêu Chúa rất dễ, tin cậy Chúa rất dễ. Nhưng mà khi bóng đêm kéo xuống, khi hoàn cảnh xung quanh của chúng ta đầy những thách thức, thì chúng ta có thể nói một cách xác quyết đó là: con vẫn tin Ngài, con vẫn tin Chúa, dù xung quanh con thì mọi dấu hiệu cho thấy là dường như không có sự có mặt của Chúa. Nhưng mà trong đức tin con biết rằng con đã chọn tin Chúa và con sẽ tiếp tục tin cậy Ngài, bởi vì con biết Chúa yêu con. Và tôi muốn hướng dẫn anh chị em để trong bài học này chúng ta đi từ chỗ mà những giây phút chúng ta đặt cái câu hỏi là Chúa ở đâu, đến chỗ mà chúng ta có thể nói rằng Chúa đang ở ngay tại đây với con. Và sự khác biệt này sẽ giúp đỡ cho chúng ta trải qua những ngày của sự thách thức. Thế giới của chúng ta đang ở trong những ngày mà chúng ta thấy rằng giặc giả và tiếng đồn về giặc đang diễn ra. Theo như phỏng đoán, vì cái nguồn dầu hỏa, nhiên liệu đang gặp cái sự khó khăn, thì giá xăng có thể lên đến 7 đồng một gallon. Và bởi vì nước Mỹ của chúng ta có một cái vị trí cũng hết sức là quan trọng,
thì anh có thể là sẽ có sự tấn công về mạng lưới toàn cầu Internet, điều khiển những điều mà chúng ta thấy có thể bị ảnh hưởng. Như chúng ta thấy 6 tháng về trước, thì chúng ta biết rằng bọn hacker đã vào và gây rối cho đường dẫn dầu, thì chúng ta thấy rằng đã làm cho khó khăn xảy ra. Cũng có thể họ tấn công vào trong cái nguồn điện lực, cái mạng điện lực của cả nước Mỹ này, cả Hoa Kỳ này, thì có thể sẽ có những thành phố là chìm ở trong bóng tối. Và những dấu hiệu đang diễn ra cho chúng ta thấy rằng năm nay Chúa hứa với chúng ta nhiều điều phước hạnh, nhưng mà cũng có những cái thách thức mà chúng ta cần phải chuẩn bị để chúng ta đối diện. Hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng một cách khải hoàn. Chúng ta không thể nào đắc thắng nếu chúng ta không có đánh trận. Chúng ta sẽ không thể nhận được phước hạnh một cách trọn vẹn nếu chúng ta không trải qua những giây phút chúng ta đối diện với thách thức. Cho nên một trong những điều mà tôi nghe sự hướng dẫn từ nơi Chúa là hãy dạy cho dân sự ta đối diện với thách thức một cách tốt đẹp. Đối diện với những đau khổ một cách tốt đẹp. Teach my people suffer well. Vì có cách mà chúng ta đối diện với những cái nghịch cảnh đúng, và cũng có những cách chúng ta đối diện sai. Kết quả của nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta không có quyền để kiểm soát hoàn cảnh xung quanh chúng ta, nhưng chúng ta có quyền để kiểm soát cái kết quả của những điều mà hoàn cảnh đưa đến trong đời sống của chúng ta, vì chúng ta có Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta để ý trở lại tới đây, câu hỏi của đám đông đang chế nhạo Chúa. Người tin cậy Đức Chúa Trời. Người tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài yêu thương nó, thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu, vì nó nói ta là con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Điều này cũng là điều mà chắc nhiều người trong chúng ta đã trải nghiệm. Nhất là chúng ta là những người đầu tiên ở trong gia đình của mình biết Chúa. Chúng ta đang làm chứng một cách tốt đẹp về những điều Chúa Ngài làm trong đời sống của chúng ta. Thân linh khó khăn đến, thì những người thân thương ở trong gia đình, trong gia tộc của chúng ta, họ sẽ hướng về chúng ta chỉ tay và nói rằng nó tin Đức Chúa Trời của nó. Và như lời của họ nói tới đây, nếu Ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó đi, vì nó nói ta là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu thật là con Đức Chúa Trời. Phải không chị em? Dạ. Nhưng mà tại đây đó, những việc đang diễn ra thì dường như đang bày tỏ một cái bức ảnh, đó là không có Đức Chúa Trời ở tại đó. Chúa của bạn bây giờ ở đâu khi chúng ta trải qua những thách thức ở trong đời sống? Đây là một trong những điều mà chúng ta thấy cũng đáng tiếc xảy ra, đó là khi chúng ta đối diện với những thách thức trong đời sống, thì luôn cả những anh chị em là những cơ đốc nhân, có nhiều khi trong cùng một hội thánh nữa, họ cũng nhảy vô đạp chúng ta luôn. Tại vì không biết chương trình của Đức Chúa Trời. Như Isaiah 53 nói, người ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã đánh và đập Đức Chúa Giê-xu và làm cho Ngài khốn khổ. Nhưng Ngài vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt của người mà chúng ta được bình an, bởi lằn roi của người chúng ta được lành bệnh. Nhưng mà những người xung quanh họ nhìn thấy Chúa Giê-xu trong lúc đó thì họ nói rằng đây là ảnh của sự rủa xả chứ phước hạnh gì. Họ chế nhạo, họ nói những lời mà chúng ta thấy rằng rất là đau lòng. Người ấy tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó đi. Ở trong những giây phút như vậy, chúng ta thấy rằng rất là khó để chúng ta giữ lòng tin cậy Chúa một cách trọn vẹn. Nhưng hôm nay xin Chúa cho chúng ta cùng nhau học để chúng ta thấy rằng chúng ta có thể vẫn tiếp tục tin cậy Chúa dù hoàn cảnh xung quanh của chúng ta như thế nào. Vì chúng ta thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời trỗi cao hơn tất cả những hoàn cảnh của chúng ta. Và Ngài có một kế hoạch rất lâu đời rồi. Như chúng ta đã được nhắc nhở ở trong Đấng Christ, Ngài dựng nên chúng ta mới như là một tuyệt tác phẩm ở trong tay của Ngài, để chúng ta làm những việc lành mà Chúa Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta. Đức Chúa Trời có một kế hoạch của Ngài. Chúng ta khi hết lòng mà muốn làm theo kế hoạch đó, chúng ta không chết trước khi chúng ta được làm cái kế hoạch đó. Và khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng ở tất cả những hoạn nạn hiện tại tôi trải qua, dù những người xung quanh có thể nói như thế nào, những lời bình phẩm của những người xung quanh có như thế nào, tôi vẫn đặt lòng tin cậy Chúa. Người ấy vẫn tin cậy Đức Chúa Trời à? Chúa của anh ấy bây giờ ở đâu?
Đó là câu hỏi mà chúng ta cũng có thể đối diện trong cuộc sống của chúng ta. Anh chị em thương dung, nếu chúng ta có mặt trong lúc đó như bởi ơn tiên tri mà vua David đã ghi lại khung cảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, những việc đang diễn ra, như là một ký giả đứng ngay ở trước cái khung cảnh đó và ghi chép một cách chính xác đến độ có những chỗ từng lời chính xác mà chính miệng Đức Chúa Giêsu đã nói 1000 năm sau đó. Chúng ta thử hình dung sự thương khó của Chúa trong lúc đó. Nếu chúng ta có mặt ở đó thì chúng ta cũng sẽ vô cùng bối rối. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng những gì mà họ đã làm với Chúa Giêsu. Họ đánh đập Ngài một cách tàn nhẫn, đến nỗi thậm chí không nhìn giống một con người nữa. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Mà chúng ta, tức là những người tưởng nhân của Chúa đó, che mặt chẳng thèm xem. Kinh hoàng đến độ người ta che mặt, người ta bịt mắt lại bởi vì người ta thấy cái cảnh đó nó kinh hoàng quá. Họ đánh đập Ngài. Trước nhất họ cởi áo của Ngài ra, rồi quất vào lưng của Ngài 39 lần đòn với một chiếc roi có 9 ngọn. Và ngọn của nó là những sợi dây da có những hòn bi bằng chì và các móc bằng sắt được cột ở trên những cái miếng da mỏng đó. Chúng ta có thể hình dung khi tinh lính đánh xuống lưng của Chúa một đòn, nhưng mà là 9 cái ngọn nó đập xuống lưng của Chúa. Chúng ta hình dung những cái hòn bi nó lún vào ở trong da thịt của Ngài, những cái móc sắt, móc bằng xương dính vào trong da thịt của Ngài. Và khi nó kéo cái cây roi ra như vậy, chúng ta có thể hình dung máu và thịt tăng ra 39 lần như vậy. Nghĩa là nó đã xé toạc lưng của Ngài. Lịch sử cho biết một người sau một trận đòn như vậy thì người ta có thể nhìn thấy nội tạng của người đó. Thử hình dung Chúa Ngài đối diện, những điều đó đau đớn như thế nào. Họ bịt mắt Ngài lại. Với những chiếc nhẫn có phù hiệu của họ, họ đấm liên tục vào trong mặt của Ngài, miệng của họ nói tiên tri đi, nói tiên tri, ai vừa mới đánh người. Xong họ bệnh một cái mão bằng gai đội trên đầu của Ngài. Họ đá Ngài lần này đến lần khác và họ nhổ nước bọt ở trên mặt của Ngài. Rồi đặt Ngài xuống đất ở trên đòn ngang của thập tự giá. Lịch sử cho chúng ta biết rằng cái lối tử hình này nó rất là độc ác. Đến cái độ họ biết rằng người bị treo trên thập tự giá sẽ tìm đủ một cách để trườn lên để thở được bởi vì buồng phổi của mình bị nén lại. Và những tên lính La Mã ở trong thời đó đã dùng những sợi dây thừng kéo cho đến chừng bả vai của người tử tội trật ra khỏi khớp, để mỗi lần trườn lên để hít thở làm một sự đau đớn vô cùng. Như lời của Thi Thiên 22 nói rằng xương cốt rã rời. Chúa Giêsu trải qua những điều đó. Chúng đóng đinh tay, cổ tay của Ngài vào thập tự giá. Rồi đóng chân của Ngài vào trong thập tự giá. Ngài nhìn không còn giống là một con người nữa. Và những người, tạm gọi là những người yếu tim đó, phải bịt mắt lại vì không dám xem. Mặt của Ngài bầm, tím bầm đen. Thì rất nét. Thân thể thì chúng ta thấy rằng không còn gì để nói. Trong giây phút đó, những kẻ chống đối Ngài lên tiếng nó tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó, vì nó nói ta là con Đức Chúa Trời. Một lời thách thức gây đau đớn vô cùng. Chữ tin cậy ở trong nguyên tác tiếng Hy Lạp đó là chữ pitho. Pitho là một từ ngữ có nghĩa là được thuyết phục hoặc là dựa vào sự chắc chắn bề trong ở trong tấm lòng để có thể hoàn toàn tin tưởng.
nó tin cậy Đức Chúa Trời. Để cái chữ nó ở trong tiếng Việt của chúng ta thì nó tệ lắm, cho nên tôi xin sửa lại là người tin cậy Đức Chúa Trời. Làm sao Chúa Giê-xu vẫn có thể tin cậy Đức Chúa Trời ở trong giây phút như vậy? Bên xem rất dễ để chúng ta có thể tin cậy Chúa khi mọi việc đang diễn ra một cách tốt đẹp, phải không? Nhưng khi thách thức đến, khi chúng ta đối diện với những cái sự khó khăn ở trong đời sống, chúng ta có còn tin Chúa hay không? Chúng ta phải chuẩn bị cho ngày này, anh chị em. Vì theo như lời của Chúa cho chúng ta biết, trước khi Chúa Giê-xu Ngài trở lại tiếp rước hậu thánh của Ngài, thì sẽ có sự xuất hiện của kẻ chống lại Đấng Christ. Và sẽ có nhiều thách thức nữa sẽ xảy ra trên đất này. Có thể đến với chúng ta và nói rằng chối Chúa, sống, tin Chúa, chết. Lúc đó chúng ta có còn tin Chúa hay không? Không chuẩn bị ngay bây giờ, lúc đó nhiều người sẽ rớt đài. Chúng ta phải củng cố và chúng ta cần phải biết cái cách đúng nhất để chúng ta có thể đối diện với những giây phút như vậy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thật sự tin cậy Chúa không? Ngay từ buổi sáng thế, mọi thế lực từ quả ngục đều cố gắng để làm suy yếu thuộc tính, thẩm quyền và bản chất cũng như là lòng nhân lành của Đức Chúa Trời. Satan trong hình của con rắn đã cám dỗ và đã thách thức Adam và Eva. Đúng, Eva đang nói chuyện với con rắn, nhưng mà Adam đang đứng kế bên cạnh. Vì khi Eva hái trái, cắn một cái rồi đưa cho chồng của mình, ông ở đâu? Đang đứng ngay bên cạnh đó. Đó lý do Đức Chúa Trời khi Ngài đòi trách nhiệm nơi người chủ gia đình, đàn ông, Chúa hỏi Adam. Ông đứng ngay bên cạnh đó. Đáng lý ra ông lên tiếng giúp đỡ, yểm trợ cho vợ đắc thắng sự cám dỗ, nhưng ông cũng bị cám dỗ. Satan đến và đặt cái câu hỏi đó là: có thật Đức Chúa Trời nói như vậy không? Các ngươi không được ăn trái trong vườn này. Eva nói không, Chúa cho ăn, trừ ra cây ở giữa vườn. Vì một mai người ăn chắc sẽ chết. Satan nói rằng các ngươi không chết đâu. Một thách thức và đặt lòng gieo cái sự nghi ngờ vào ở trong tấm lòng của người tin cậy Chúa. Và tin ngày hôm nay cũng vậy, anh chị em. Mọi việc ở trong đời sống của chúng ta, thế gian, hệ thống đang tìm đủ một cách để thách thức đức tin của chúng ta. Trào lối sống của những người vô thần và những người chọn lối sống của tội lỗi, họ cũng tìm đủ một cách để gây nghi ngờ trong đức tin của chúng ta, vì họ muốn kéo chúng ta để họ có những người bạn cùng phạm tội. Thì có những giây phút mà chúng ta có thể hình dung như chúng ta đang đứng ở giữa, như Chúa Giê-xu đang chịu treo trên thập tự giá, và tiếng của đám đông, của lãnh đạo của Do Thái giáo trong lúc bây giờ, các thầy tế lễ đáng lý ra là những người đang suy gẫm để xem những lời tiên tri và đấng Mê-si-a đến để cứu dân mình, thì họ chính là những người thách thức Đức Chúa Giê-xu trong những giây phút đó. Nếu chúng ta trong hoàn cảnh đó, khi chúng ta trong hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ đối diện nó như thế nào? Một lần nữa, anh chị em, tin cậy Chúa thật dễ khi cuộc sống diễn ra theo cách chúng ta muốn. Nhưng nó khó hơn rất nhiều khi chúng ta không hiểu nổi. Đây là cái chỗ khó khăn mà chúng ta cần để lời của Chúa giúp đỡ chúng ta. Vì có những việc chúng ta không hiểu nổi, nó mới đau đớn. Nếu chúng ta hiểu hết thì thật là tốt. Nhưng mà có những điều chúng ta không hiểu nổi khi cuộc đời của chúng ta chìm vào trong bóng tối. Nói về bóng tối, chúng ta thấy những câu kinh thánh nói cho chúng ta thấy thời gian này trên thập tự giá. Matthew chương 27 câu 45-46: từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Trong tiếng Hy Lạp, từ này có nghĩa là Ngài đang hét lên. Vì có một sự đau đớn rất lớn diễn ra ở trong Đức Chúa Giê-xu. Khi Ngài chịu đựng tất cả những sự ngược đãi của con người, không một tiếng phàn nàn.
Nhưng ngay lúc Đức Chúa Trời rút lại sự hiện diện của Ngài, Chúa Giêsu đã hét lên: Eli, Eli, lama sabachthani. Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Chưa bao giờ Ngài phàn nàn khi con người làm những việc tồi tệ nhất cho Ngài. Nhưng trong giây phút này, Chúa Giêsu phải thét lên. Và đối với tôi, khi nghiên cứu kỹ, chúng ta thấy cách Đức Chúa Giêsu xưng hô và nói chuyện với Cha Thiên Thượng. Thì chúng ta thấy Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha, Abba, Cha của Ngài. Nhưng trong lúc này thì một điều gì đó đã xảy ra. Ngài đã đổi cách xưng hô. Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Chúng ta không hiểu hết. Tí nữa chúng ta sẽ thấy một trong những lý do tại sao Chúa Giêsu phải kêu lên như vậy. Đây có lẽ là một trong những câu buồn nhất ở trong Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh hứa với chúng ta Đức Chúa Trời ở cùng, Đức Chúa Trời ban phước, Đức Chúa Trời Ngài đi cùng, Ngài dẫn dắt, Ngài quan phòng, Ngài bảo vệ. Nhưng mà tại đây Đức Chúa Giêsu đã kêu lên: Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Làm sao Chúa có thể bỏ Chúa Giêsu được? Làm sao Đức Chúa Trời có thể từ bỏ Đức Chúa Trời? Đây là có tính cách thần học mà chúng ta cần phải nắm vững được. Trước khi Đức Giêsu Ngài mang lấy nhục thể, Kinh Thánh cho chúng biết là Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng mà để cứu chúng ta, để trải qua những điều mà con người chúng ta trải qua, hầu cho sự hy sinh của Chúa đền nợ tội thay cho chúng ta với cái giá mắc nhất, đắt nhất mà Chúa Giêsu có thể trả, Ngài phải mang lấy một thân thể như chúng ta. Chúng ta bị đánh đòn đau như thế nào, Chúa Giêsu cảm nhận hết tất cả điều đó trong lúc đó. Nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời 100% và là con người 100%. Và trong cái giây phút mà Đức Chúa Giêsu Ngài kêu lên ở tại đây, lời của Chúa hé mở cho chúng ta biết lý do tại sao. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì Đức Chúa Trời đã chất hết tội lỗi của nhân loại ở trên Đức Chúa Giêsu và trừng phạt tội lỗi đó ở trên thân thể của Ngài. Vì Chúa yêu chúng ta. Trong giây phút Đức Chúa Giêsu Ngài chịu treo trên thập tự giá, trải qua những đau đớn này, Kinh Thánh cho chúng ta biết vì Chúa yêu chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được, cũng như chúng ta sẽ không thể vượt qua được những thách thức ở trong đời sống của chúng ta, những giây phút mà chúng ta bị thách thức. Đó là người còn tin Đức Chúa Trời à? Thứ nhất tôi mời anh chị em chúng ta để ý đến lý do chúng ta trải qua những giây phút khó khăn mà khó trải qua được, vì đa số chúng ta không hiểu hay là không hiểu nổi. Chúng ta phải nhìn nhận mình không biết hết tất cả mọi việc, mọi điều. Có những việc mà chúng ta không biết. Vì phía bên này của mặt trời có những điều chúng ta sẽ không bao giờ giải thích được. Lý do là bởi vì chúng ta sống ở trong một thế giới đã bị băng hoại bởi tội lỗi. Chúng ta sống ở trong một thế giới với những tội nhân, mà tội nhân công việc của nó là phạm tội. Nhiều khi cuộc đời của chúng ta bị ảnh hưởng vì công việc tội lỗi của ai đó. Chúng ta sống ở trong một thế giới rất là đen tối, bị Satan cầm giữ. Nó có thể sử dụng những con người để đem lại sự đau khổ trong đời sống của chúng ta. Có những việc xảy ra mà chúng ta không giải thích được. Nên cảm ơn Chúa, lời của Chúa cho chúng ta biết đúng như vậy. Phaolô nói điều này rất là rõ ràng trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu số 12. Khi ông so sánh bây giờ và lúc sự trọn lành đến ở trong cõi đời đời, ông nói: hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn. Đến lúc ấy tôi sẽ biết Chúa
như Chúa sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Cảm ơn Chúa. Lúc đó, chúng ta sẽ biết. Bây giờ, chúng ta cần có đức tin để chúng ta vượt qua những giây phút mà chúng ta không hiểu nổi. Nhiều người vào điểm, thời điểm của khó khăn, họ có một cái mặc cảm và có một cái cảm nhận đó là không thấy Chúa ở đâu hết. Bình thường cầu nguyện, nghe Chúa nghe đáp lời một cách rất là nhanh, rất là gần gũi. Nhưng mà trong lúc hoạn nạn thì cầu nguyện dường như là Chúa ở rất xa. Và cái đó làm cho chúng ta rất là khó để chúng ta vượt qua được. Nhưng cho tôi chia sẻ với anh chị em, thật ra Chúa ngài ở rất gần chúng ta, gần hơn cả lúc mà mọi việc đang diễn ra một cách tốt đẹp. Ngài ở gần những người có tấm lòng đau thương. Ngài ở gần chúng ta nhất khi chúng ta trải qua những sự khó khăn, vì Chúa yêu chúng ta. Đây là chỗ mà chúng ta cần kiện toàn. Chúa yêu chúng ta. Chúa ở với chúng ta. Có thật như vậy không? Nếu có, và chúng ta kinh nghiệm ngài như vậy, thì khó khăn dù nó lớn như thế nào, chúng ta vẫn có thể vượt qua được, vì chúng ta tin Chúa mà biết rằng ngài luôn ở cùng chúng ta. Những giây phút như vậy rất dễ để chúng ta nghi ngờ. Nhưng xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thứ nhất nhận biết đó là có những việc ở trong đời sống chúng ta cần hiểu rằng ý tốt lành của Chúa khác hơn ý của chúng ta. Và chúng ta phải đi đến cái chỗ nhận biết và bằng lòng để nói với Chúa rằng ý Chúa được nên. Ê-sai 55 câu 8 câu 9 cho chúng ta thấy Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta không phải là ý tưởng của các ngươi, đường lối của ta chẳng phải đường lối của các ngươi chẳng phải là đường lối của ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng của các ngươi cũng bấy nhiêu. Như trời cao hơn đất như thế nào thì ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng của chúng ta như vậy. Cho nên có những lúc chúng ta có những ý tưởng, chúng ta nghĩ rằng nếu mà việc nó xảy ra như thế này Chúa ơi thì là tuyệt vời. Thì chúng ta nghĩ chúng ta khôn hơn Chúa. Chúng ta vẽ đường cho Chúa đi và chúng ta nói rằng việc như vậy như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời, lời của Chúa tại đây xác nhận với chúng ta ý tưởng của ta không phải là ý tưởng các ngươi. Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối của ta. Nên là con cái của Chúa chúng ta cần phải bám sát Chúa và qua Thánh Linh của Chúa để chúng ta nhận biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài. Như tôi chia sẻ với anh chị em đúng rồi, chúng ta rất là dễ để chúng ta sống vì quen rồi, chúng ta để cho linh hồn chúng ta nó điều khiển chúng ta. Lý trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta là ba phần gặp lại làm phần hồn của chúng ta. Cái phần đó nó chưa được cứu. Cho nên chúng ta phải lấy lòng khiêm nhường, nhận lấy lời đã trồng trong chúng ta là lời có thể cứu linh hồn của chúng ta. Để lời của Chúa gột rửa và chuyển giúp đỡ cho chúng ta, hầu cho chúng ta chọn sống và để Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng ta từ nơi tâm linh của chúng ta. Lúc bây giờ, chúng ta mới có thể sống theo ý của Chúa một cách tốt đẹp được. Hãy nhận biết, ý tưởng của Chúa không phải là ý tưởng của chúng ta. Đường lối của chúng ta không phải là đường lối của Chúa. Cho nên chúng ta học nhờ cậy Ngài. Và câu 9, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng của các ngươi cũng bấy nhiêu. Ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng của chúng ta rất nhiều. Khi hiểu điều đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải đặt lòng tin nơi Chúa. Có ba điều mà trong những giây phút chúng ta thấy rằng cuộc đời khó hiểu mà chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình và xây dựng ngay từ bây giờ. Thứ nhất đó là Chúa tốt lành. Chúa là Đức Chúa Trời nhân lành. Không có một chút nào ác ở trong Ngài. Ngài luôn luôn là tốt lành. Những gì Ngài định cho đời sống của chúng ta và Ngài cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta luôn luôn là tốt. Dù phía bên này của sự hiểu biết của chúng ta khác hơn với cõi đời đời, bởi lời của Chúa và lòng tin của chúng ta nơi Chúa, chúng ta chọn và xây dựng đức tin của chúng ta một cách chắc chắn rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Khi chúng ta hiểu được điều này sẽ giải thích cho chúng ta làm sao để chúng ta có thể tin Chúa được mặc dù hoàn cảnh đang nói ngược lại hết.
Vì chúng ta tin rằng chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời tốt lành. Chương trình của Ngài cho đời sống của chúng ta là chương trình tốt lành. Ngài muốn chúng ta được phước hạnh, được thịnh vượng. Công việc của Ngài hành động trên đời sống của chúng ta là tốt lành. Những điều Chúa Ngài cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta, dù nó là những điều khó khăn trước mắt, nhưng chúng ta biết rằng có sự cho phép của Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài là Đức Chúa Trời nhân lành của chúng ta. Anh chị em phải nắm chắc điều đó. Cho nên xin chúng ta cùng nhau lặp lại ít nhất là 3 lần để chúng ta nói cho tâm hồn chúng ta nghe. Đó là Đức Chúa Trời nhân lành. Amen anh chị em, xin chúng ta cùng lặp lại. Đức Chúa Trời nhân lành. Đức Chúa Trời nhân lành. Đức Chúa Trời nhân lành. Đây là điều Đức Chúa Giêsu Ngài đã xác nhận ở trong Mát chương 10 câu số 18. Đức Chúa Giêsu đáp: Tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Không ai là nhân lành cả ngoài một mình Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta tin như vậy, chúng ta sẽ vượt qua những thách thức dễ hơn. Vì chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời, Ngài vẫn cầm quyền tẩy trị. Chúng ta đã phó dâng đời sống của chúng ta trong tay Chúa. Chúng ta tin rằng Ngài yêu chúng ta và Ngài là Đức Chúa Trời nhân lành. Thì những việc này thấy tưởng như xấu, nhưng thật ra nó là tốt. Những người đi theo Chúa, trong sự từng trải của Chúa, thường chia sẻ với chúng ta cùng phước hạnh đến với chúng ta trong chiếc áo hoàng nạn. À, bây giờ chúng ta hiểu tại sao mấy người đi theo Chúa lâu năm có thể tuyên bố điều đó. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi thấy phước hạnh của Chúa đến trong chiếc áo hoàng nạn. Ban đầu thấy nó từ xa và nó đến gần thì thấy nó là hoạn nạn đó. Và đến khi tới nơi nhìn kỹ và khi Đức Chúa Trời Ngài mở con mắt của chúng ta, khi chúng ta trải qua rồi chúng ta thấy ô, phước hạnh chứ không phải là hoạn nạn. Nhưng mà khi nó đến thoạt nhìn thì chúng ta thấy ô, tại sao? Chúa nói rằng tại sao không? Chúa luôn luôn là tốt lành. Hãy xác nhận điều đó trong tấm lòng của chúng ta. Đây là lý do tại sao điều này quan trọng. Bởi vì chúng ta có xu hướng phóng chiếu hoàn cảnh hiện tại của chúng ta lên Đức Chúa Trời. Và chúng ta nói rằng tại sao Chúa phạt con như vậy? Tại sao Chúa để chuyện này xảy ra? Tại sao? Nhưng khi chúng ta kinh nghiệm Chúa, chúng ta sẽ hỏi khác hơn. Tại sao không? Giống như lúc nhỏ chúng ta đi học, khi thầy cô cho chúng ta làm bài thi, chắc trong lòng của chúng ta cũng bực mình, cũng ghét. Ông thầy này ông ác quá. Ông bắt mình cứ thi hoài. Tôi có một ông thầy mà ông là cái người mà có thể nói là một người thầy khó nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà cho đến bây giờ, mỗi lần nói đến những người thầy trong cuộc đời thì tôi luôn nhớ đến ông. Ông khẽ tay của những đứa học trò mà viết chữ như cu bò. Ông nhìn cái cuốn tập mà thấy cái góc của nó mà nó cuốn lại đó là cũng bị đòn. Ông dạy rất kỹ. Tôi nhớ ở trong những giây phút đó, chúng tôi những đứa học sinh lớp 5 đồn với nhau trong trường này, ông thầy của mình là ông khó nhất. Ông chẳng những dạy trong trường mà còn dạy cho đời sống ở ngoài nữa. Ông nói rằng các con đừng để cho thầy thấy các con mặc áo phạch ngực. Tức là ông gài cái cúc áo ở trên. Nhưng mà lúc nhỏ mà, mình thấy mấy người lớn mà mặc mà cởi cúc áo ở trên mà đi ưỡn ngực ra nhìn thấy nó oai quá. Cho nên vừa ra khỏi lớp một cái là kéo áo ra khỏi quần, mở nút áo ở trên đi dân giáo. Nhưng mà khi nghe thấy bóng của thầy Văn mà ổng đi một cái thì lủi vào trong hẻm, tìm đủ một cách để gài cái cúc áo lại, bỏ áo vào trong quần để lại trước khi gặp thầy. Sau khi hiểu thì chúng tôi thấy rằng dễ để vâng lời thầy hơn. Anh chị em hãy xác nhận trong đời sống của chúng ta như Chúa Giêsu Ngài nói, không có ai nhân lành ngoài một mình Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời nhân lành. Và con tin Chúa, con tin cậy Ngài, cho nên con tin rằng Chúa cho phép chuyện này xảy ra, việc đang diễn ra mà con không hiểu nổi đó, con vẫn chọn tin Ngài bởi vì con biết là Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành. Cảm ơn Chúa. Giữa những căn bệnh ung thư
Chúa tốt lành. Vì Ngài đã sắm sẵn những gì cần thiết để chúng ta kinh nghiệm được sự chữa lành. Và sự chữa lành tối hậu là khi Ngài cho chúng ta một thân thể mới. Cảm ơn Chúa. Trong chiến tranh, trong những điều tàn ác, chúng ta thấy Chúa Ngài vẫn là Đức Chúa Trời tốt lành. Những điều đó không đến từ Ngài. Cũng như Đức Chúa Trời không cho chúng ta bệnh tật. Đừng ai nói xấu về Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho con bị ung thư này. Không, Đức Chúa Trời không cho. Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài, chúng ta sẽ vượt qua. Khi đau buồn, mất mát, Chúa tốt lành. Trong chiến tranh, trong những điều tàn ác đang diễn ra, Chúa vẫn tốt lành. Tốt lành mãi mãi và sẽ không bao giờ thay đổi. Ngài luôn là Đức Chúa Trời tốt lành. Chúng ta cần nhớ và bám chặt Chúa trong chân lý này. Nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta trải qua những giây phút khó khăn mà những người chung quanh của chúng ta, họ ăn hùa, họ có thể nhào vào, họ tấn công chúng ta. Chúng ta lòng tin đặt nơi Chúa, Đức Chúa Trời của con là Đức Chúa Trời tốt lành. Điều thứ hai, trong lúc chúng ta không hiểu hết, anh chị em cần nhắc nhở chính mình và cần có một đức tin vững chắc, đó là Đức Chúa Trời đứng về phía tôi. Roma chương 8 câu 31 đến 33. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếp chính con mình, nhưng vì chúng ta, tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính những người ấy? Cảm ơn Chúa. Đây lời của Chúa cho chúng ta thấy, như chúng ta đọc Roma chương 8 này. Việc bây giờ, việc hậu đến, chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, thiên sứ, cầm quyền, hay là bất cứ một điều gì, không có một điều gì có thể kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa hết. Lý do là bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Tất cả những gì cần thiết để chúng ta được xưng công bình, để chúng ta có thể có sự yểm trợ luôn luôn của Đức Chúa Trời, Ngài đứng về phía chúng ta đã được Đức Chúa Giêsu trả xong rồi. Đó là một trong những lý do tại sao Chúa Giêsu phải thét lên: Đức Chúa Trời con ơi, Đức Chúa Trời con ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Chúng ta sẽ nói đến điều đó. Nhưng mà anh chị em, Chúa Giêsu đã trả xong tất cả rồi để chúng ta được ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mà Ngài yêu thương chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta, thì không có một điều gì có thể nghịch lại với chúng ta. Thử hình dung với tôi, Đức Chúa Trời là tác giả đấng dựng nên trời đất muôn vật ở trong vũ trụ này. Đấng quyền năng đó, Ngài là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc. Ngài là Đức Chúa Trời tự hữu hằng hữu, là đấng phán bằng lời sáng tạo nên trời đất vũ trụ, treo các vì sao ở trên bầu trời. Đấng đó ở với chúng ta, đứng về phía của chúng ta. Thì anh chị em thử hình dung có gì khó không? Ngài thêm sức, Ngài ban phước, Ngài binh vực. Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Amen anh chị em. Cho anh chị em hãy nhớ, nếu Đức Chúa Trời toàn năng, vĩ đại, Ngài đứng về phía chúng ta, thì không có ai, không có hoàn cảnh nào có thể nghịch cùng chúng ta được. Thấy dường như nó đang nghịch chúng ta, nó đang đè bẹp chúng ta đó. Mà nhớ một điều, đó là có một đấng có quyền để biến cái ngày xấu nhất trở nên cái ngày phước hạnh, ngày thương khó trở nên ngày thứ sáu tốt lành. Bởi vì Đức Chúa Trời toàn năng có mặt ở tại đó. Bởi những gì mà tình yêu thương của Ngài đã bày tỏ ra, ngày hôm nay phước hạnh của Chúa có thể đến với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trong những giây phút chúng ta không hiểu nổi, thì anh chị em điều thứ ba là chúng ta cần nhớ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Amen anh chị em. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hebrews chương 13 câu số 5. Vì chính Đức Chúa Trời có phán: ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được? Cảm ơn Chúa. Tôi kể cho anh chị em nghe về
cái lá thư mà ba tôi gửi cho tôi đó. Ông trích câu Kinh Thánh này. Vì chính Đức Chúa Trời có phán ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được? Đảm bảo là chúng ta ở trong mối quan hệ với Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được Ngài an ủi, khích lệ và xác nhận với chúng ta: ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Cảm ơn Chúa. Nên anh chị em là những người đã được cứu, đã được chuộc, hãy xác nhận điều đó trong tấm lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Mà Ngài ở cùng chúng ta thì chúng ta sẽ đắc thắng. Amen anh chị em. Dù một đám đông như một lũ chó đang vây quanh, những tiếng chế nhạo, những lời thách thức, chúng ta biết chắc rằng tôi sẽ vượt qua, bởi vì Chúa Ngài ở cùng. Vì vậy ngay cả khi chúng ta không hiểu, chúng ta luôn luôn có thể nhớ rằng Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài là đứng đứng về phía chúng ta và Ngài luôn ở cùng chúng ta. Vì có những điều chúng ta không hiểu hết ở phía bên này của cõi đời đời. Nhưng vì chúng ta có lòng tin nơi Chúa, theo như lời của Chúa đã bày tỏ và tình yêu của Chúa đã chứng minh, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Amen anh chị em. Đây là điều mà chúng ta cần phải xây dựng một cách thật là vững chắc ở trong đời sống của chúng ta. Xác nhận và để Đức Thánh Linh của Chúa ghi chép, chạm trổ những lời này trong tấm lòng của chúng ta. Thì rất là quan trọng anh chị em. Sẽ có những lúc mà cái sự thách thức chúng ta đối diện ở trong cuộc sống này lên đến chỗ sống chết. Đến chỗ mà những người xung quanh họ có thể họ sẵn sàng để đón nhận mà chúng ta thì không thể đón nhận. Thì chúng ta cần phải biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài đứng về phía của chúng ta và Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta. Như vậy câu hỏi tôi muốn hỏi anh chị em là bạn có còn tin Chúa không? Bạn có tin Chúa không? Bởi vì tin cậy Chúa ở trong lúc mọi việc tốt đẹp, ở trong ánh sáng thì dễ, nhưng tin cậy Chúa khi cuộc đời tối tăm thì khó hơn nhiều. Phải có sự chuẩn bị. Anh chị em, đêm đã khuya, ngày hầu đến, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị càng hơn. Và lời của Chúa dạy chúng ta ở trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ ban bằng các nẻo của con. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ không thể hiểu tất cả, nhưng mà hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của chúng ta. Vì chính Chúa Ngài sẽ san bằng các nẻo cho chúng ta đi. Luôn cả những chỗ gồ ghề mà chúng ta thấy rằng ôi, làm sao có thể vượt qua được. Chính Chúa Ngài sẽ ban bằng các nẻo của chúng ta. Trong tiếng Do Thái, khi cái từ được dịch là nhận biết đó là chữ Yada. Hãy nhận biết. Chữ Yada tại đây là một cái từ rất đặc biệt, nói đến cái sự biết rõ nhau như vợ với chồng. Adam biết Eva, Adam Yada Eva, bà sanh con. Sự biết của chúng ta ở tại đây, biết Chúa ở tại đây không phải chỉ biết một cái lý thuyết, biết vì những điều một sư khánh giảng, biết về Chúa vì người ta kể lại, của ông, của bà, của mình kể lại, nhưng mà không sự biết một cách cá nhân với Chúa. Vì cái lúc mà chúng ta trải qua những giây phút khó khăn đó, có thể là không có ai bên cạnh chúng ta hết. Trên mối liên hệ của chúng ta với Chúa phải là cá nhân. Chứ không thể nào giao cho một sư khánh có mối liên hệ tốt với Chúa rồi một sư kể lại cho chúng tôi nghe, giảng cho chúng tôi nghe là đủ rồi. Không anh chị em, phải xây dựng cho chính mình, vì sẽ có những lúc mà chúng ta không có mục sư bên cạnh, cũng không có, luôn cả nhiều khi vợ chồng cũng không có nữa, mà mình với mình đối diện với Chúa, đối diện với hoàn cảnh. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và kinh nghiệm của tôi đây là những điều mà trải nghiệm ở trong cuộc sống mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Tôi càng biết rõ về Chúa thì tôi sẽ ít hỏi tại sao, mà sẽ hỏi nhiều hơn là điều gì. Chúa ơi, tại sao điều này lại xảy ra? Chúa ơi, tại sao Ngài lại làm như vậy? Tại sao Chúa không làm theo ý con muốn? Nhưng mà càng biết rõ về Chúa thì tôi càng hỏi: Chúa ơi, Ngài đang làm gì? Chúa muốn con thấy điều gì? Chúa ơi, kế hoạch của Ngài là gì?
Bởi vì Chúa luôn là tốt lành. Chúa đứng về phía chúng ta và Ngài luôn ở cùng chúng ta. Thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ phí những giọt nước mắt ở trong đời sống của chúng ta. Ngài có kế hoạch. Ngài có một chương trình. Và trong giây phút đó, Đức Chúa Giêsu Ngài thét lên. Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời lìa bỏ Chúa Giêsu? Chúng ta cần phải có câu trả lời. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 21 hé mở ra cho chúng ta điều mà nếu không có sự mặc khải của Chúa, chúng ta không biết. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái khung cảnh đó, chúng ta không biết như tiên tri Esai đã nói trong Esai 53. Chúng ta tưởng đâu rằng Đức Chúa Giêsu bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng đó là sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời. Thì Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 21 nói, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu trở thành tội lỗi. Tại sao? Để trong Ngài chúng ta có thể trở thành sự công bình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cái giây phút Đức Giêsu Ngài kinh nghiệm, có thể nói là lần đầu tiên trong cõi đời đời, mối tương giao giữa Chúa Cha và Chúa Con bị gián đoạn ở trong lúc đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết ba ngôi Đức Chúa Trời có một sự thông công chặt chẽ. Chúa Giêsu là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Mà trong giây phút đó, khi Đức Giêsu trong thân xác con người, trong phần nhân tánh của Ngài đó, khi Ngài chịu treo trên thập tự giá, thì Ngài đã mang gánh thay cho tội lỗi của hết thảy chúng ta tại đây. Mang gánh tội lỗi của hết thảy những người ở ngoài kia và của cả nhân loại. Nói đến những tội đồ của nhân loại, chúng ta nghe nói đến những ngày qua, có những quyết định của họ, bao nhiêu triệu người chết, của Hitler, của những con người độc tài. Ngay trong giây phút đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tội lỗi của họ đó cũng chất ở trên Đức Chúa Giêsu. Của những kẻ giết người, của những kẻ hãm hiếp đừng bà con nít, như cái ông ngoại bên Việt Nam hiếp đứa cháu ngoại của mình đó, thì tội lỗi đó cũng chất ở trên Chúa của chúng ta. Tội lỗi ghê tởm nhất của nhân loại chất ở trên Đức Chúa Giêsu. Vậy để Ngài có thể cứu nhân loại và để Ngài có thể bày tỏ tình yêu của Ngài cho tất cả mọi người và cho mọi người đều có cơ hội ăn năn để được cứu, Chúa Giêsu trải qua điều đó. Và trong cái giây phút đó, tất cả tội lỗi của chúng ta, những lời nói dối của chúng ta, những cái sự phản bội, những cái không chung thủy của chúng ta, của tất cả mọi người, tội lỗi ở trên thế gian này chất ở trên Đức Giêsu. Cho nên Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối, Ngài không thể nhìn được Chúa Giêsu trong lúc đó. Chúa Cha phải ngoảnh mặt đi. Kinh Thánh nói rất nhiều, nhất là Thi Thiên. Xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta. Đó là một hình ảnh phước hạnh đó, khi mắt chạm mắt. Và ngay giây phút đó, Đức Chúa Giêsu cảm nhận, trải nghiệm một cái điều mà chưa bao giờ có. Có một sự ngăn cách khi Đức Chúa Trời phải ngoảnh mặt. Vì Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình, Ngài không thể nhìn tội lỗi được. Nhưng Chúa Giêsu yêu chúng ta đến độ bao nhiêu tội chúng ta đã phạm từ lúc chúng ta hiểu biết cho đến bây giờ, chắc lên Chúa lúc đó. Có những cái tội mà chúng ta không dám cho ai biết hết á. Nhưng Đức Chúa Trời biết. Và để có thể thực hiện sự cứu rỗi cho chúng ta, tội đó chắc ở trên Chúa Giêsu. Nhưng vì ở bên phía bên này của sự hiểu biết của loài người của chúng ta không hiểu, cho nên Chúa Giêsu Ngài đã lên tiếng thay cho chúng ta. Ngài chịu Đức Chúa Trời lìa bỏ trong lúc đó, để chúng ta kinh nghiệm, những người kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa sẽ không bao giờ bị Đức Chúa Trời lìa chúng ta nữa. Cho nên Ngài ở cùng chúng ta, không lìa, không bỏ chúng ta, vì những điều Chúa Giêsu đã mang gánh thay cho chúng ta trong những giây phút đó. Cảm ơn Chúa. Thì chỗ này đáng lý chúng ta nhảy lên và chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa, vì Chúa yêu chúng ta đến như vậy. Yêu chúng ta đến mức độ đấng
không hề biết tội lỗi. Đừng nói đến là phạm tội. Đấng không hề biết tội lỗi mà Đức Chúa Trời làm cho trở nên tội lỗi vì chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên những người mà được tha thứ nhiều sẽ yêu Chúa nhiều là như vậy. Còn có những người, tôi tin Chúa là làm ơn cho Chúa, Hội Thánh Chúa có thêm được một con chiên, Hội Thánh có thêm một tín đồ. Những con người đó sẽ không bao giờ biết ơn Chúa. Nhưng khi chúng ta nhận biết mình tội lỗi đến độ, nếu không nhờ ơn thương xót của Chúa, mình đã chết bờ chết bụi lâu rồi. Và nhờ ơn thương xót của Ngài, chúng ta được ngày hôm nay. Chẳng những kinh nghiệm được sự sống phước hạnh ngày hôm nay, nhưng mà kéo dài cho đến đời đời bởi vì Chúa yêu chúng ta. Và biết là mình rất là tội lỗi. Người được tha thứ nhiều sẽ yêu Chúa nhiều. Có ai yêu Chúa nhiều tại đây không? Cảm ơn Chúa. Còn những người khác không có tội phải không? Tội của tôi chút chút thôi, mùi sư Chúa tha thì cũng là chuyện bonus thôi, chứ còn khả năng tôi rất là có thể thắng được những tội lỗi. Không anh chị em? Mắt của con người có thể không thấy, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài thấy hết. Luôn cả tư tưởng ở trong đầu của chúng ta. Thử hình dung nếu mà cái trán của chúng ta nó là một cái màn hình chiếu lên cho cả thế giới thấy những gì đang diễn ra trong tư tưởng của chúng ta, hay là đã diễn ra trong tư tưởng của chúng ta. Chúng ta có muốn cho người ta thấy không? Đức Chúa Trời thấy tất cả. Từ tư tưởng cho đến những hành động. Ở trong ánh sáng hay là trong bóng tối. Ở trước mọi người hay là lén lút. Ngài thấy tất cả. Ngài yêu chúng ta đến mức độ như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu trở nên tội lỗi để chúng ta được tha thứ, để chúng ta được trở nên công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Vì vậy bất kể anh chị em đang trải qua điều gì, không bao giờ và đừng bao giờ quên rằng Chúa tốt lành. Ngài đứng về phía chúng ta và Ngài luôn ở cùng chúng ta, sẽ giúp chúng ta vượt qua được. Chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh mà Chúa ngài dành cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Lần tới khi hoàn cảnh nó đẩy chúng ta vào trong cái chỗ mà chúng ta cảm nhận như là không có Chúa tại đó, nhưng vì là những người kinh nghiệm Chúa trong đời sống, người khác có thể thấy rằng Chúa dường như không có mặt, mà chúng ta là những người kinh nghiệm Chúa, chúng ta có thể nói là Chúa ở với chúng ta. Ngài không bao giờ lìa. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em, chính chúng tôi trải qua những giây phút như vậy là bởi vì biết rằng Chúa không bao giờ bỏ mình. Tôi bắt đầu nhìn và quan sát dấu tay của Chúa ở trong những giây phút đó. Thì tôi có thể nói là trong những giây phút đó là người con Chúa chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa gấp nhiều lần hơn lúc bình thường. Còn nếu không, chúng ta sẽ rơi vào trong bẫy của ma quỷ. Vì ngay từ buổi sáng thế, nó đã tìm đủ một cách để gieo cái sự nghi ngờ trong tấm lòng của loài người chúng ta đối với tình yêu và ý muốn của Đức Chúa Trời. Sao thằng ý muốn nói với Eva và Adam rằng Đức Chúa Trời không có thương các ngươi như Ngài nói đâu. Có những cái điều hết sức là tuyệt vời ở phía sau cái lệnh cấm đó của Chúa đó. Ăn đi rồi mắt các ngươi sẽ mở ra giống như Đức Chúa Trời. Nó cám dỗ bởi vì chính nó cũng đã nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời còn giữ lại một cái gì đó chưa cho nó hết. Trong khi Chúa ngài dựng nó là một bảo vật để hướng dẫn sự ngợi khen thờ phượng ở tại thiên đàng. Chúa cho nó cái điều tốt nhất. Nhưng mà Satan muốn cất cái ngai của mình lên ngang bằng với đấng chí cao. Đó là cốt lõi của những sự cám dỗ mà chúng ta thấy. Vì chúng ta nghi ngờ rằng Chúa không yêu chúng ta. Chúa chưa cho chúng ta điều tốt nhất. Mình xin Chúa cho để qua 7 lời Đức Chúa Giê-xu phán từ nơi thập tự giá cho chúng ta thấy rằng Ngài yêu chúng ta vô cùng và Ngài đã ban cho chúng ta điều mà Ngài đã ban. Đức Chúa Trời không thể ban cho chúng ta điều gì lớn hơn nữa. Điều tốt nhất Ngài đã ban cho chúng ta rồi. Ngài đã ban cho chúng ta chính con độc sanh của Ngài. Ngài há chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Cảm ơn Chúa. Đừng để Satan cám dỗ chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa. Nhưng hãy để lời của Chúa và Thánh Linh của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta vô cùng. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức để anh chị em sẽ trải qua một cách tốt đẹp những giây phút hết sức đen tối trong cuộc đời của mình.
Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng ta. Nên trong thời giờ này chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Càng nhìn thấy Ngài Chúa trở lại càng gần chúng nào thì chúng ta cần phải làm điều này chừng đó. Xích gần lại với Hội Thánh. Cầu nguyện yểm trợ nhau, gây dựng đức tin cho nhau. Chúng ta nguyện Chúa Ngài đem lại niềm an ủi cho chúng ta. Ngay ở trong lời nói của con Ngài Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Vì Chúa Giê-xu Ngài, chúng ta sẽ tiếp tục học và chúng ta sẽ thấy những điều Chúa nói từ thập tự giá là những điều tuyệt vời nhất. Bởi vì Ngài nói với tất cả một quá trình của tình yêu của Ngài bày tỏ, yểm trợ những lời đó. Chúng ta cầu nguyện Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sẽ được lời của Chúa ban phước cho chúng ta luôn cả ở trong câu hỏi của Đức Chúa Giê-xu. Tại sao? Thì chúng ta có thể biết chắc bàn tay thần hữu của Chúa và mục đích của Ngài. Chính điều đó sẽ dẫn dắt chúng ta đi trong đường lối mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta và đạt được mục đích mà Chúa Ngài đã định cho những giọt nước mắt, cho những khó khăn mà chúng ta trải qua trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta không thấy, không hiểu, khi chúng ta đang ở giữa sự khó khăn, hãy nhận biết Chúa yêu chúng ta. Amen anh chị em. Nếu trong thời giờ này anh chị em có ai đó đang trải qua những thời giờ rất là đen tối trong cuộc đời của mình, tôi muốn cầu nguyện cho những người đó. Có những giây phút Chúa cho tôi trải qua những cái kinh nghiệm mà nó đem mình đến cái mặc cảm giống như mình bị Đức Chúa Trời bỏ đó. Khó vô cùng. Tôi nhớ tôi đứng không nổi mà nằm sắp mặt xuống đất khi vì có một người bạn đồng lao hầu việc Chúa đi nói mép với đài truyền hình, nói xấu về chúng tôi mà họ cúp cái chương trình truyền hình của mình. Trong lúc bấy giờ cộng đồng người Công giáo ở tại thành phố Houston này đang theo dõi một cách rất là đông đảo. Tôi lăn ra sàn nhà, tôi ấp mặt xuống đất và tôi khóc với Chúa. Tại sao? Cảm ơn Chúa. Sau này nhìn lại mới thấy rằng Chúa cho phép nó xảy ra vì Đức Chúa Trời có ý định lớn hơn nữa. Không phải chỉ có những người tại Houston tại đây được phước, mà cả thế giới có thể được phước của Chúa. Thì qua những kinh nghiệm đó, chúng tôi đeo đuổi Chúa cho đến chừng trải nghiệm được bắt tem trong Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Có những giây phút sự khó khăn thách thức nó xảy ra, sự phản bội đâm sau lưng chiến sĩ và nhiều thứ nó xảy ra đó, tôi sắp mặt ở trước mặt Chúa, tôi khóc và tôi nói rằng lại Chúa, tại sao Đức Chúa Trời con ơi, Đức Chúa Trời con ơi, sao Ngài lìa bỏ con. Nhưng cảm ơn Chúa, Thánh Linh của Chúa đến Ngài nhắc nhở Đức Chúa Trời mà con phục vụ là Đức Chúa Trời tốt lành. Chúa cho phép việc này xảy ra vì Ngài có một ý định lớn hơn, cho nên đừng hỏi tại sao mà hỏi điều gì. Cảm ơn Chúa. Bây giờ có thể thấy rõ. Cảm ơn Chúa. Chính là trong những sự khốn nạn mà mình trải qua thì Đức Chúa Trời bởi sự giúp đỡ của Ngài mình có thể an ủi những người cùng trải qua một hoàn cảnh như mình. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hiểu biết điều này để chúng ta khi gặp một anh chị em của chúng ta trong Chúa họ trải qua sự hoạn nạn, cầu thay cho họ, đừng nhảy vô đạp họ. Thì đó là công việc của ma quỷ. Rất là dễ để chúng ta ăn hùa ở trong giây phút một người ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhiều năm về trước khi đi học ở tại trường Kinh Thánh, chúng tôi có nghe một câu nói của người Mỹ mà gẫm đi gẫm lại tôi nói rằng xin giúp đỡ để con không bao giờ đứng vào trong cái địa vị này. Don't kill the wounded. Đừng giết cái người đã bị thương. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta chọn sống là những người nâng đỡ. Vì chúng ta có thể không biết chương trình của Đức Chúa Trời cho cuộc đời đó khi Chúa làm xong công việc của Ngài. Amen anh chị em. Cho nên đừng tiếp tay cho ma quỷ đánh ngã hay là làm cho quá sức chịu đựng của anh em của mình. Nhưng mà nâng đỡ, khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa. Điều đó rất là quan trọng. Hãy tưởng mà Chúa cho VBC sinh chúng ta là bóng mát giữa sa mạc cho những cuộc đời đau khổ. Đòi hỏi chúng ta cần phải hiểu và có câu trả lời cho câu hỏi Eli Eli lama sabachthani.
Đức Chúa Trời, con ơi, Đức Chúa Trời, con ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Vì Đức Chúa Jesus mang gánh tội lỗi cho loài người chúng ta trong lúc đó, để chúng ta được tha thứ trong Ngài, để Đức Chúa Trời không bao giờ lìa và bỏ chúng ta nữa. Amen anh chị em. Amen Chúa. Nếu ai đang trải qua những ngày của sự khó khăn, tôi xin Chúa dùng lời của Ngài hôm nay để khích lệ anh chị em. Và tôi muốn cầu nguyện cho quý vị. Nếu có ai đó, xin đưa tay lên và chúng tôi biết, và tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Hội thánh chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa chúng con. Biết ơn Ngài. Chào cho chúng con cảm ơn Chúa. Vì những giây phút đen tối nhất mà anh chị em với chúng con trải qua, thì Chúa vẫn có mặt. Chúng con xin tiếng phán của Ngài chọc thủng sự im lặng. Sự hiện diện của Ngài thể hiện ở trong mức độ không gì có thể chối cãi được. Và sự ở cùng của Ngài đứng về phía chúng con. Ngài sẽ dọn bàn cho anh chị em con trước mặt kẻ thù nghịch mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa tốt lành cho chúng con tin rằng khi chúng con vẫn giữ lòng tin nơi Ngài, việc của Chúa sẽ trọn vẹn. Và chúng con sẽ có cớ lớn để ngợi khen Chúa cho đến muôn đời. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh đang mặc những chiếc áo hoàng nạn đến với một số anh chị em chúng con. Xin giúp chúng con nhìn, có một cái nhìn vượt xa những hoàng nạn này, để chúng con biết rằng Chúa tốt lành, Ngài sẽ hiệp mọi sự lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa, đối với thầy anh chị em chúng con, xin giúp đỡ cho chúng con, để chúng con sẽ nhận biết và kinh nghiệm tình yêu của Ngài là lớn như nào. Xin khiến cho lòng của chúng con luôn tươi mới, rung động một cách tươi mới mỗi lần chúng con chiêm ngưỡng Ngài thứ sáu tốt lành đó, để chúng con có thể yêu Chúa càng hơn, để chúng con có thể nghỉ yên như đứa con nhỏ nghỉ yên ngực của mẹ mình, để chúng con yên nghỉ trong tình yêu của Chúa, biết rằng Chúa yêu chúng con, ở cùng chúng con và Ngài đứng về phía chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Bạn Chúa, con nhỏ phó hết thảy anh chị em chúng con, trong ân điển của Chúa, lần điển đã cứu chúng con, cũng lần điển ban cho chúng con khả năng, sức mạnh để chúng con có thể làm theo lời Chúa kêu gọi, kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng con. Việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng con, để chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh tiếp tục đem tình yêu của Chúa Cha rải khắp ở trong tấm lòng của mỗi anh chị em chúng con, để chúng con luôn trải nghiệm tình yêu của Ngài, tình yêu vô điều kiện của Chúa, tình yêu tuyệt vời của Ngài, để chúng con có thể sống như người được Chúa yêu. Chúng con ngợi khen Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em một cái phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Chúa ban ơn. Đừng để bất cứ điều gì kéo chúng ta vào trong chỗ nghi ngờ tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nguyện xin sự bình an Shalom của Chúa cai trị kiểm soát gia đình anh chị em, mỗi đời sống của anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học kinh thánh và cầu nguyện kế tiếp của chúng ta. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.